Xin chào anh em, chào mừng toàn thể quý vị khán giả đã đến với YouTube của Tuyển Văn Hóa. Có một thông báo vô cùng quan trọng, đó là từ ngày 29 tháng 6 thì tất cả những tin nóng bóng đá này, bản tin cuối ngày này, tin nóng Euro này, mình sẽ chuyển hết nội dung đó từ kênh Tuyển Văn Hóa sang kênh TVS Vlogs, cũng là một kênh của ekip Tuyển Văn Hóa. Mình muốn quy hoạch lại một chút về mặt nội dung. Anh em hãy subscribe kênh TVS Vlogs để có thể cập nhật những tin tức vào sáng, trưa, chiều, tối. Vậy thì kênh Tuyển Văn Hóa có gì? Đó sẽ là những trải nghiệm của mình khi mình đi tham gia Euro, tham dự Ngoại hạng Anh, tham dự Champions League. Sẽ là những vlog và những buổi gặp gỡ với những nhân vật rất đặc biệt. Bên cạnh đó sẽ là những show mình dành riêng dành cho các anh em yêu mến Tuyển Văn Hóa trong suốt quãng thời gian vừa qua. Những show về bóng đá đặc sắc, độc đáo, chắc chắn rồi, không để thiếu tiếng cười. Anh em nhá, nhớ subscribe kênh YouTube TVS Vlogs để cập nhật những thông tin. Còn ở đây, mọi người sẽ có được những thứ bất ngờ từ Tuyển Văn Hóa và anh em với những chương trình được đầu tư rất chỉnh chu. Xin cảm ơn anh em rất nhiều nha. Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin chuyển nhượng ngày 28 tháng 6 năm 2024. Ngay sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết. Man City nổ bom tấn. Theo Football Insider, Man City đang cực kỳ cố gắng để chiêu mộ Daniel Mo, tiền thủ Tây Ban Nha đang thi đấu tại Leipzig. Người được kỳ vọng sẽ nâng cấp hàng công đáng kể cho Man City ở mùa giải tới. Daniel Mo chỉ đá chính một trong ba trận của đội tuyển Tây Ban Nha tại vòng bảng Euro vừa rồi, và đó là trận đấu thủ tục với Albania ở lượt cuối vòng bảng. Tuy nhiên, anh vẫn gây ấn tượng với một pha kế tạo cho Ferran Torres giúp Bò Tót giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Daniel Mo dính một vài chấn thương ở mùa giải vừa rồi, điều đó khiến anh không có nhiều đóng góp một cách ổn định nhất dành cho Leipzig. Tuy nhiên, với một cầu thủ có nhiều phẩm chất và rất đa năng, lại trưởng thành từ lò đào tạo của Barcelona, anh vẫn được nhiều đội bóng lớn quan tâm. Theo Football Insider cập nhật, Man City đang cố gắng chiêu mộ anh ngay trong hè này. Man City sẵn sàng đáp ứng mức phí giải phóng đồng là 51 triệu bảng được đưa vào đồng của Daniel Mo, vốn vẫn còn thời hạn 3 năm với câu lạc bộ này dịch. Thưa quý vị và các bạn, như đã chia sẻ là sản phẩm của học viện La Masia, Mo sẽ hoàn toàn phù hợp với phong cách và cách vận hành trong lối chơi của Pep Guardiola xây dựng tại Manchester City. Pep đang hướng tới cầu thủ người Tây Ban Nha như sự thay thế dành cho Kevin De Bruyne, người không còn trẻ trung gì nữa và rất có thể sẽ rời đi sau mùa này. Mo hiện vẫn đang cùng đội tuyển Tây Ban Nha tham dự Euro 2024. Bò Tót đã vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng. Họ sẽ gặp Borussia ở vòng 1/8. PSG đáp trả MU. Paris Saint-Germain được cho là đã từ chối lời đề nghị mở màn từ Manchester United dành cho Manuel Huguet. Đội bóng nước Pháp đang tìm kiếm mức phí khoảng 51 triệu bảng mới nhả người. Sự quan tâm của Quỷ Đỏ Thành Man đối với tuyển thủ Uruguay đã xuất hiện trong tuần này khi câu lạc bộ mong muốn mang về một tiền vệ trụ mới thay thế cho Casemiro, người có thể rời Old Trafford để trở sang trung đông chơi bóng. Manuel Huguet đã từ chối chuyển đến Chelsea vào mùa năm ngoái để ký hợp đồng với Paris Saint-Germain trong một bảo đồng trị giá chỉ hơn 50 triệu bảng. Sau khi đá chính thường xuyên ở giai đoạn đầu mùa giải, dưới thời của huấn luyện viên Luis Enrique, anh đã mất vị trí chính thức ở nửa sau của mùa giải. PSG hiện được cho là đã sẵn sàng đưa tiền vệ này lên thị trường chuyển nhượng ngay lập tức và MU đã nhanh chóng vào việc. Các nguồn tin tại Pháp khẳng định lời đề nghị mở màn của Manchester United bị từ chối. Lý do là bởi thấp hơn đáng kể so với số tiền mà PSG yêu cầu. Theo Daily Telegraph, Manchester United chỉ gửi lời đề nghị thăm dò đến PSG về trường hợp của Manuel Huguet. Cũng theo nguồn tin trên, đội bóng nước Pháp muốn 50 triệu bảng cho ngôi sao của mình. Vẫn còn phải xem liệu MU có sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu đó hay không. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Huguet dự kiến sẽ rời sân công viên Quang Tử vào mùa hè này. Ngân sách chuyển nhượng của MU được cho là ở mức rất khiêm tốn, chỉ là 35 triệu bảng vào mùa hè. Họ đang cố gắng gây thêm quỹ thông qua việc bán cầu thủ. Trước đó thì lời đề nghị đầu tiên của Manchester United cho vụ Brentford cũng bị Everton từ chối. Lời đề nghị được cho là trị giá 35 triệu bảng cộng với 8 triệu bảng tiền phụ phí đã nhanh chóng bị câu lạc bộ vùng Merseyside từ chối khi mà Everton định giá ngôi sao của mình là 70 triệu bảng. Brentford được cho là đồng ý những điều khoản cá nhân khi chuyển đến Old Trafford, nhưng MU vẫn chưa thuyết phục được Everton giảm giá bán ngôi sao của mình. Napoli bán Osimhen. Huấn luyện viên Antonio Conte thừa nhận Napoli sẽ bán tiền đạo Victor Osimhen ở hè 2024. Hiện anh được nhiều đội bóng lớn săn đuổi. Tuyển thủ Nigeria thu hút sự quan tâm từ một số câu lạc bộ bao gồm Arsenal, Manchester United, Chelsea. Osimhen cũng đã từ chối lời đề nghị chuyển đến Saudi Pro League vào năm ngoái. Và câu lạc bộ chủ quản Napoli cũng đã đồng ý để Osimhen ra đi vào mùa này. Họ đang chờ đợi một đội bóng đáp ứng điều khoản giải phóng trị giá 130 triệu euro. Tuy nhiên, con số đó tỏ ra quá đắt đỏ và quá khủng đối với các câu lạc bộ ở châu Âu. Napoli giờ đây có thể sẽ phải đối mặt với viễn cảnh phải hạ giá bán ngôi sao của mình. Huấn luyện viên Antonio Conte đảm bảo rằng Kvaratskhelia, Di Lorenzo, Frank Agusa và trường hợp của Lobotka sẽ không bị bán. Tuy nhiên, ông không thể nói điều tương tự với Victor Osimhen. Đối với Osimhen, cũng như những gì mà tôi biết rất rõ về tình hình của Kvaratskhelia, Di Lorenzo, Agusa hay Lobotka. Nói vậy, nhưng tôi biết tình hình liên quan đến Osimhen như thế nào. Tôi biết rằng có những thỏa thuận,
và tôi tôn trọng mọi thứ. Anh ấy là một cầu thủ ở đẳng cấp cao nhất, nhưng tôi không thể tham gia vào bất kỳ cuộc thảo luận nào để giữ anh ấy, bởi trước đó anh ấy đã có một thỏa thuận với đội bóng. Conte cũng xác nhận rằng Kvaratskhelia, người đã thu sự quan tâm mạnh mẽ từ Paris Saint-Germain, sẽ là một phần quan trọng trong kế hoạch của ông ở Napoli. Anh ấy chắc chắn sẽ ở lại, chủ tịch đã nói cho tôi về việc này. Tôi coi anh ấy là một cầu thủ thực sự mạnh mẽ, giống Di Lorenzo. Mạnh mẽ cho các tình huống 1 đối 1 nếu anh ấy ở cánh, nhưng cũng mạnh mẽ khi đi bóng vào trong. Anh ấy là một cầu thủ kiến tạo lối chơi, anh ấy tạo ra những tình huống không chỉ về bàn thắng mà còn cả những đường kiến tạo rất quan trọng. Dortmund tậu hàng chắt. Trên Twitter cá nhân, chuyên gia chuyển nhượng Romano thông báo chân sút Guirassy đã rời Stuttgart để gia nhập Borussia Dortmund ở hè 2024. Guirassy đến Borussia Dortmund, here we go. Dortmund đã được phía cầu thủ này bật đèn xanh sau nhiều tháng theo đuổi thương vụ trên. Guirassy đã đồng ý những điều khoản cá nhân với đội bóng vùng Ruhr. Phía Dortmund sẽ trả điều khoản giải pháo đồng trị giá khoảng 17,5 triệu euro cho Stuttgart. Việc Dortmund nhanh chóng hoàn tất thương vụ Guirassy mang tới thất vọng cho những câu lạc bộ ở Anh như Manchester United, Arsenal hay Chelsea. Các đội bóng này đều rất muốn có được chữ ký của Guirassy sau khi chứng kiến anh tỏa sáng ở Stuttgart trong mùa giải vừa qua. Mùa giải vừa rồi Guirassy chạm mốc 28 bàn thắng sau 28 trận ở Bundesliga, giúp Stuttgart về nhì, xếp trên cả Bayern Munich cùng tấm vé dự Champions League. Bên cạnh những bàn thắng, Guirassy còn xuất sắc với khả năng phân phối bóng, giữ bóng và khả năng không chiến mạnh mẽ. Ngoài Guirassy, Dortmund đang cân nhắc chiêu mộ thêm Højbjerg của Tottenham. Tân huấn luyện viên Nuri Sahin muốn củng cố hàng tiền vệ bằng một cái tên giàu kinh nghiệm cũng như có khả năng tranh chấp và điều tiết bóng. MU thanh lý Lindelof với một điều kiện. Trao đổi trên Gimme Sport, ký giả Damasek đã đưa ra cập nhật về tương lai của ngôi sao người Thụy Điển. Theo tiết lộ từ tác giả này, hiện Victor Lindelof đang nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ Fenerbahce và dự kiến ông lớn của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm tiếp cận Manchester United để thảo luận về thương vụ này. Về phần mình, thì Quỷ Đỏ được cho là sẵn sàng chia tay Lindelof nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Chắc chắn Fenerbahce đang quan tâm đến Victor Lindelof. Theo như chúng tôi được biết, vẫn chưa có động thái tiếp cận chính thức nào, nhưng nó có thể sẽ diễn ra trong những tuần sắp tới. Đối với bản thân Victor Lindelof, cậu ấy đang bước vào năm cuối của hợp đồng và hiện tại vẫn chưa có cuộc đàm phán nào để dạn thỏa thuận đó. Vì vậy, nếu gộp hai yếu tố trên ở lại với nhau, bạn sẽ nghĩ rằng sẽ có một lời đề nghị phù hợp được gửi đến, thì Manchester United sẽ nghiêm túc xem xét nó. Họ đã có sẵn một mối liên kết bởi Jose Mourinho, từng là thuyền trưởng của Manchester United, khi họ kêu đồng với Lindelof từ Benfica vào mùa hè năm 2017. Nacho cập bến câu lạc bộ mới. Câu lạc bộ Saudi Arabia Al Qassiyat chính thức công bố có được chữ ký của hậu vệ Nacho từ Real Madrid với bảo đồng kéo dài 2 năm. Đội trưởng của Real Madrid, Nacho, đã chính thức gia nhập câu lạc bộ Al Qassiyat sau khi kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha. Buổi kiểm tra y tế lập tức được tiến hành trên đất Đức ngay giữa kỳ Euro. Trước đó vài ngày, Nacho đã thông báo quyết định ra đi. Dù phía Real Madrid bày tỏ ý định dạn hợp đồng, chia sẻ về sự lựa chọn của mình, hậu vệ 34 tuổi cho biết: "Tôi rất biết ơn Real Madrid. Cách đây vài ngày, khi vẫn chưa ký hợp đồng với đội bóng mới, Real Madrid đã liên hệ với tôi rằng họ chờ tôi thay đổi quyết định. Tôi không cần một lễ chia tay hoành tráng như Toni Kroos để biết rằng mình được yêu mến đến mức nào. Tôi luôn rõ ràng với quyết định của mình. Nếu không kết thúc sự nghiệp tại Real Madrid, tôi cũng không muốn đối đầu với câu lạc bộ. Tôi muốn trải nghiệm mới, khác biệt. Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng đây là điều mà tôi muốn. Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc." Nói về quyết định ra đi, Nacho thừa nhận: "Tôi đã có thể ở lại câu lạc bộ thêm một năm nữa, nhưng chẳng còn gì để giành danh hiệu tại Real Madrid nữa. Điều đó không có nghĩa là tôi thiếu tham vọng. Tôi chỉ nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp. Tôi rất bình tĩnh, tự tin về sự chọn của mình." Trước đó, câu lạc bộ Al Ittihad cũng đã đưa ra lời đề nghị tới Nacho, muốn anh tái hợp với Karim Benzema. Tuy nhiên, sau quãng thời gian suy nghĩ, cầu thủ này đã quyết định lựa chọn Al Qassiyat. Trong áo của đội tuyển Tây Ban Nha, Nacho và các đội sẽ chạm trán Georgia ở vòng 16 đội. Nếu đi tiếp, họ sẽ đối đầu với Đức hoặc Đan Mạch ở vòng tứ kết. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chuyển nhượng ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của TVF Vlogs.